Chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn du học cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn tìm hiểu về tiểu bang Wisconsin ở Mỹ. Là một tiểu bang miền Trung Tây của Hoa Kỳ, miền kinh tế vùng đồng quê vốn dựa vào lông thú, sau đó là khai thác gỗ, trồng trọt, chăn nuôi bò. Việc công nghiệp hóa bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ 19 tại vùng Đông Nam với Milwaukee là một trung tâm chính. Trong những thập kỷ gần đây thì những kỹ nghệ, dịch vụ, đặc biệt là giáo dục và y khoa đã phát triển khá mạnh. Từ lúc thành lập tiểu bang, Wisconsin là một cộng đồng đa chủng tộc. Người Mỹ là nhóm người đầu tiên di cư đến đây từ New York và New England. Họ thống trị trong ngành công nghiệp nặng, tài chính, chính trị và giáo dục. Sau đó thì nhiều người châu Âu kéo đến, trong đó có người Đức, phần lớn thì đến giữa năm 1850 và năm 1900. Đa số là người Na Uy và một số ít người Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Phần Lan, Ái Nhĩ Lan và các sắc dân khác. Đến thế kỷ thứ 20 thì rất nhiều người Ba Lan và con cháu của những người nô lệ kéo đến, phần lớn thì định cư tại Milwaukee, Wisconsin cùng với tiểu bang Michigan và Minnesota là những tiểu bang miền Trung Tây ở Midwestern, Hoa Kỳ, dẫn đầu về việc phát triển đại học tại các tiểu bang sau cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Đến đầu thế kỷ thì việc giáo dục trong tiểu bang được xem là lý tưởng của Wisconsin và nhấn mạnh đến mục đích phục vụ người dân, thể hiện qua những phong trào phát triển tại các trường đại học và cao đẳng vào thời đó. Và đó là một vài thông tin cơ bản về tiểu bang Wisconsin. Và mọi thắc mắc về thủ tục du học Mỹ thì bạn hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4839 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc chia sẻ trò chuyện ngắn với bạn Phương Thùy, bạn vừa mới đậu visa du học Mỹ. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn. Chị xin chào Thùy. Dạ, em chào chị. Thì có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho tất cả các bạn được rõ không? Em tên là Phương Thùy, năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang là sinh viên Đại học Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình qua Mỹ mình sẽ chọn cái chương trình nào để mình theo học đấy? Em sẽ học ở trường Middle Tennessee State University chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sao mình lại chọn Mỹ để mình theo học? Bởi vì Mỹ có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới, đồng thời kinh tế Mỹ cũng phát triển rất thích hợp cho em học ngành quản trị kinh doanh này. Vậy em có thể nói với chị sơ nét về cái ngôi trường mình theo học hay không? Cái điểm mạnh nào là điểm mạnh của trường? Trường em có hơn 100 năm kinh nghiệm, đồng thời nằm trong top 25 vùng Đông Nam của Mỹ. Hàng năm có 24.000 sinh viên theo học với 500 sinh viên quốc tế và ngành quản trị kinh doanh là một thế mạnh của trường. Sau khi mình học xong các bậc đại học, mình có cái dự định gì xa hơn cho con đường học vấn của mình hay không? Sau khi em hoàn thành khóa học đại học ở Mỹ thì em sẽ tiếp tục học thạc sĩ ở bên Mỹ. Khi mà mình cảm thấy là cái con đường học vấn của mình cảm giác là mình bằng lòng với cái bằng cấp mình đã có được rồi á, thì cái dự định nghề nghiệp của em ở tương lai là gì? Em sẽ quay trở về Việt Nam và sau đó tìm kiếm một công việc phù hợp ở những tập đoàn công ty đa quốc gia. Cho chị sẽ hỏi em về một chút chia sẻ về cái buổi phỏng vấn của em với lãnh sự Mỹ ngày hôm nay. Thì cái cảm giác của em như thế nào khi tham dự cái buổi phỏng vấn đó? Ban đầu thì cũng hơi hồi hộp, nhưng khi đến gặp lãnh sự quán thì em rất là thoải mái, do lãnh sự quán cũng rất là thân thiện. Em có một điều gì đó để chia sẻ với tất cả các bạn về buổi phỏng vấn của em hay không? Em chỉ muốn nói với các bạn là cứ hãy bình tĩnh tự tin thì sẽ được rồi. Bây giờ sẽ hỏi em một chút về cái cảm nhận của em về Tân Đại Dương ha. Thì sao mình biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương? Do một người bạn của em cũng vừa mới đậu visa làm ở Tân Đại Dương giới thiệu cho em ạ. Rồi trong quá trình mình làm hồ sơ, mình có cảm giác như thế nào về Tân Đại Dương? Tân Đại Dương rất là nhiệt tình trong việc là làm hồ sơ cho em, giống như là luôn nêu được những điểm mạnh của em, còn điểm yếu thì khắc phục cho em và làm hồ sơ rất là nhanh ạ. Vậy cái khoảng thời gian mình làm hồ sơ đây mất phải bao lâu? Dạ 1,5 tháng. 1 tháng rưỡi là mình đã có visa trong tay rồi. Dạ. Vậy thì chị cũng chúc cho em là mình sẽ qua bên Mỹ để mình hoàn thành ước mơ học Mỹ của mình và có thể kiếm được những cái bằng cấp cao hơn và xa hơn để mình đạt được những cái ước nguyện của mình. Và chị hy vọng là chị sẽ được gặp em một lần nữa để em chia sẻ với tất cả các bạn về cuộc sống của du học sinh Mỹ thì như thế nào và những lần em quay lại Việt Nam để về thăm gia đình. Thì hãy ghé đến đây với chúng tôi.
Chỉ đó là một chút ít chia sẻ của bạn Phương Thùy thôi, nhưng chúng tôi hy vọng rằng sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn. Những bạn nào đang có ý định đi du học Mỹ thì hãy kết nối ngay với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn.